Kính chào quý khán thính giả của kênh Ngấm Plus. Kính thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì thế sống ở đời cần phải biết mình là ai. Khi nắm rõ được năng lực của bản thân, chúng ta mới có thể tự tin chèo lái con thuyền của cuộc đời mình đi đúng hướng nhất. Mỗi ngày chúng ta đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mình, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Đã bao giờ bạn tự hỏi ta hiểu được chính con người bên trong mình hay không chưa? Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một lần chồn vì đuổi theo con chuột mà răng bị văng ra, để chút giận nó quyết định hành hạ chú chuột. Vì không có răng nên chồn dùng lưỡi liếm chú chuột kia. Các loài động vật khác thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, không ai dám xúc phạm đến chồn. Chồn ta biết vậy nên rất tự mãn và nghĩ rằng sẽ liếm hết những kẻ nào dám chống lại mình. Một hôm con chồn chạy vào làng thì thấy một người thợ rèn đang rèn sắt. Thấy anh ta không chào, chồn vô cùng tức giận nói: "Ta đây là chúa muôn loài, nếu ngươi dám vô lễ, ta sẽ liếm nhà ngươi." Anh thợ rèn chỉ vào bộ rúa ở góc tường và nói: "Nếu ngươi liếm nó, ta sẽ tôn ngươi làm vua." Chồn tưởng thật nên nhanh chóng làm theo, kết cục là mất luôn cái lưỡi. Thật ra nhiều người trong chúng ta cũng giống con chồn này, không hiểu rõ chính mình, tự cao tự đại, cuối cùng tự rước họa vào thân. Nhà triết học Hy Lạp cổ Aristo từng nói: "Không biết lỗi của mình là căn bệnh lớn nhất." Đúng vậy, bi kịch lớn nhất của đời người chính là không thể nhìn rõ bản thân. Có lần một nữ tổng giám đốc nọ đã chửi tiếp viên hàng không bằng ngôn ngữ chợ búa mất vệ sinh. Trong đó cũng có câu: "Mày biết tao là ai không?" Câu này trở thành câu cửa miệng của những kẻ có hành vi chợ búa, manh động, cáo mượn oai hùm. Thế mới có câu chuyện hài hước sáng tác như thế này. Tại sân bay, khách bay cự cãi với nhân viên sân bay. Khách luôn gầm gừ và đe dọa: "Mày có biết tao là ai không?" Cô nhân viên rất từ tốn xin khách bớt giận, rồi nhỏ nhẹ nói vào micro để cho nhà ga biết: "Cần giúp đỡ phục hồi trí nhớ, xin giúp đỡ khách hàng tại quầy cao cấp có hiện tượng mất trí nhớ không biết mình là ai." Không biết mình là ai đang là căn bệnh lây lan rộng rãi. Trên máy bay, ngồi cả ghế cao cấp cũng không an toàn nữa, may là chưa cất cánh, chứ đang trên mây rồi mà trục xuất khách thì thật là khó quá. Nhưng câu nói này nếu nói đúng vào ngày đen đủi có thể phải trả giá rất đắt. Vụ việc xảy ra vào năm 2018, Hoàng cãi nhau với người yêu. Đúng lúc đó thì Tuấn đi ngang qua nên tưởng là Hoàng chửi mình. Tuấn dừng xe lại hỏi: "Mày chửi ai vậy? Mày có biết tao là ai không?" Tuấn đã bỏ đi nhưng Hoàng vẫn tức giận, gọi người đuổi theo tiện Tuấn về chầu trời. Chúng ta thấy đấy, còn những kẻ mang ảo tưởng gà trống luôn tin rằng mình là người chịu trách nhiệm gọi mặt trời dậy. Nếu không có mình thì không có mặt trời. Ảo tưởng gà trống là căn bệnh khó chữa trị cũng như gây khó chịu cho mọi người xung quanh. Tôi đã tiếp xúc với nhiều ngôi sao kiểu đó rồi. Người đời gọi là chém gió thành báo và chém báo thành tin. Họ tin vào những điều họ đã chém. Họ tưởng mình là số 1 hoặc ít ra họ cũng phải thuộc top 10. Những ngôi sao ấy tự tin một cách quá đáng và cho mình cái quyền được ngồi trên kẻ khác. Vì sao một cọng rơm hay một tờ giấy được thả từ lầu cao xuống mà nó không bị tổn thương? Là bởi vì trọng lượng nó nhẹ. Nhưng mà tại sao một cái bát, một quả táo được thả từ trên cao xuống bị vỡ, bị hư hại? Là bởi vì trọng lượng của nó nặng quá. Tương tự như vậy, khi mình xem nhẹ mình một chút, khi mà bạn nghĩ bạn chỉ là một cọng rơm, dẫu cuộc đời có tấn công mình ra sao, lực tổn thương sẽ rất nhỏ, thậm chí không có. Nhưng vì bạn tự xem mình là cái bát hay quả táo vĩ đại, bạn sẽ là những gì tổn thương nhất. Thậm chí nếu bạn nghĩ bạn khổng lồ hơn chúng, thì không biết sự đổ vỡ sẽ lớn đến nhường nào. Ngày nào bạn còn đặt nặng bản thân, thì ngày đó bạn càng dễ bị tổn thương. Không được coi mình là phế thải của xã hội, nhưng cũng đừng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Một khi quá đề cao bản thân mình, thì ngay cả một lời nói động chạm của người khác cũng khiến bạn khổ đau. Một thất bại còn cũng làm bạn gục ngã. Thực ra càng hiểu biết mạnh mẽ, cái tôi càng nhỏ và ngược lại. Bệnh sĩ ra đi trước mọi loại bệnh, ảo tưởng sức mạnh là cách nhanh nhất khiến bạn ngủ quên trên chiến thắng. Chỉ có đánh giá bản thân khách quan khiêm tốn, mình mới kiêu hành bước tiếp mà lòng vẫn nhẹ nhàng. Không biết mình là ai, tự hại chính bản thân mình. Trong cuộc sống, có một số người không dám dễ dàng làm mất lòng những người ăn mặc đẹp. Nhưng đối với những người có vẻ ngoài kém cỏi hơn họ,
họ thường ít quan tâm và vô cùng kiêu ngạo. Có một câu chuyện như thế này, một người phụ nữ trung niên cùng con trai ngồi trên ghế dài trong khu vườn của công ty thuộc tập đoàn nổi tiếng của Mỹ. Trời nóng khiến cô lấy khăn giấy lau mồ hôi liên tục, sau đó vò lại và ném vào bụi cây mà ông cụ già vừa cắt. Mỗi lần như thế, ông lão đều nhặt chúng lên và bỏ vào thùng rác. Cô thấy vậy liền bảo với con mình, mẹ mong con hiểu rằng nếu bây giờ con không chăm chỉ học hành thì tương lai con chỉ có thể làm những công việc thấp kém như ông già kia. Ông già nghe vậy liền lại gần và hỏi cô vào đây bằng cách nào. Người phụ nữ tự hào cho biết mình là trưởng phòng của một công ty thuộc tập đoàn này. Sau đó ông mượn điện thoại của người phụ nữ để gọi cho ai đó. Cô ta đưa điện thoại cho ông lão nhưng vẫn không quên ném cho ông một cái nhìn khinh bỉ vì đến điện thoại cũng không có. Cô không thể ngờ rằng ông cụ đó chính là chủ tịch của một tập đoàn cô đang làm việc và thái độ của cô chính là nguyên nhân khiến cô bị sa thải ngày sau đó. Có rất nhiều người giống như người phụ nữ này trong cuộc sống, làm việc trong một cửa hàng sang trọng thì nghĩ bản thân là quý tộc và tự cho mình cái quyền coi thường những khách hàng có vẻ nghèo khó. Tuy nhiên họ lại quên mất rằng bản thân họ cũng chỉ là người làm công ăn lương phải phụ thuộc vào người chủ, không những thế còn tự mình đánh mất những khách hàng tiềm năng. Người ta thường nói 7 tội lỗi lớn nhất của con người chính là kiêu ngạo, nổi giận, lười biếng, tham lam, ghen tị, tham ăn, dục vọng, trong đó kiêu ngạo đứng đầu. Lý do khiến con người tự đánh giá cao về bản thân chính là họ không biết mình đang ở đâu và nghĩ rằng mình là tuyệt vời. Trèo cao thì ngã đau, nếu bạn không biết mình là ai, cuối cùng cũng chỉ tự mình đào hố chôn mình mà thôi. Càng trưởng thành con người càng nên khiêm tốn, bởi bạn cần hiểu rằng trong xã hội này có người tài giỏi thì sẽ có người tài giỏi hơn. Đôi khi bạn cũng chỉ là một cá nhân bình thường như những người khác ngoài kia mà thôi. Nghĩ bản thân không ai có thể thay thế, đó là một bi kịch. Nhà văn nổi tiếng Lưu Dung đã nói rằng bản chất con người là lấy bản thân làm trung tâm và luôn cho rằng mình là quan trọng nhất. Trong cuốn sách Bản chất con người bạn phải biết, ông đã kể về câu chuyện một nhân vật. Cô gái này là tài vụ của một công ty, bởi vì phạm một sai lầm trong công việc nên khiến người quản lý tức giận. Tuy nhiên cô không hối lỗi mà đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Quản lý sau đó đã nhún nhường và yêu cầu trợ lý tìm cô, mong cô tiếp tục làm việc. Vì cho rằng bản thân nắm giữ nhiều thông tin khách hàng cũ của công ty, nên vị trí này của cô không thể để người khác thay thế, nên cô mới đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng để làm khó vị quản lý. Không ngờ quản lý chẳng những không đáp ứng những đòi hỏi của cô, mà còn giải quyết êm xuôi mọi việc, cuối cùng cô cũng chính thức bị sa thải. Trên đời này làm gì có thứ gì nhất định phải có, cũng như ngay cả khi chẳng còn ai trên đời nữa thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc thôi. Như nhà văn Mã Đức cũng đã nói rằng, con người đều sẽ phải trải qua 3 giai đoạn trong cuộc đời, đó là quan trọng, đã từng quan trọng và không còn quan trọng. Ở đời phải biết đâu là điểm dừng. Theo Khổng Tử, sự mạnh mẽ của con người không nằm ở chỗ người đó kiên cường đến đâu khi làm việc, mà nằm ở chỗ họ biết đâu là điểm dừng, tức là họ biết kiểm soát hành vi của mình và biết dừng lại đúng lúc. Trong mỗi con người đều có đức tài và mong muốn, tuy nhiên cần phải biết đâu là giới hạn, cái giới hạn ấy chính là điểm dừng. Đem đức tài trừ đi mong muốn, nếu kết quả dương có nghĩa là mong muốn trong giới hạn, nếu kết quả âm có nghĩa là mong muốn quá lớn đã biến thành tham vọng. Loại người này cần phải xem xét thận trọng, bởi đức tài nhỏ tham vọng lớn thì phần âm thiếu hụt ấy, anh ta sẽ bù lấp bằng thủ đoạn tiểu nhân, kể cả tội ác để đạt mục đích. Khi có một ưu thế nào đấy, người ta thường quá tự tin, thích phô trương mà không lường trước kết cục. Có sức thường cậy khỏe, chủ quan nên bị cảm nặng khó cứu. Có xe mới thích phóng vượt người khác mà bị tai nạn. Có nhẫn kim cương, dây chuyền mặt quý, đồng hồ vàng thích phô trương mà bị trần cướp. Cho nên biết điểm dừng là rất quan trọng. Nói gì làm gì cũng cần phải tính đến giới hạn và chọn đúng điểm dừng. Cổ nhân đã dạy, ở đời chớ cậy quyền cậy thế. Khi gặp nước, bàn cờ tốt sẽ đuổi xe. Cho nên dù đang lúc thượng phong cũng sẽ phải nghĩ ngay tới khi hạ mặt. Nhưng xem ra ở đời mấy người làm được như vậy. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.